nha, hôm nay tụi Black sẽ đi ăn sáng cùng với cả ông bà Mưa. Đấy, ông Mưa các bạn sẽ có bà Mưa thì thỉnh thoảng mới lên hình. Chắc là các bạn cũng nhiều bạn sẽ nhớ đến bà Mưa của gia đình nhà mình. Và hôm nay thì ba anh nhà mình sẽ đi ăn bún bò Huế. Ôi cho con ba bát ạ, bát đã đầy đủ có cả rồi. Đấy, bà có ăn hoa chuối trần không? Trần sẵn thôi nhé. Ăn sống à? Anh ăn xong chưa? Được xong thì cho thêm luôn.
cay quá thì gã môi. Ông là cà phê nên thà cà phê lắc. Lắc. Nó lắc. Đó hoa quả hay là cà phê? Em này 2 đô la nha, cả cho chị chua 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 chua. Cà phê lắc nha các bạn nha. Còn mình thì uống sữa chua nhưng mà người ta chưa mang ra sữa chua trân châu. Cà phê lắc ngon không? Ngon. Cảm ơn ông bà mới ra hàng cà phê thôi nha. Sáng ra ông bà bận nhiều lắm trong hàng cho các cháu các con đi uống cà phê. Bà nha. Uống đi, con đang quay đấy. Uống đi, bình thường tự nhiên đi. Bà Mưa hôm nay đi chơi chưa kịp trang điểm nguyên bản. Hắn nói chuyện bà Mưa đi chơi là chưa kịp trang điểm gì cả. Chồng bà đi bơi không? Chơi vào bàn tay bơi không? Lâu xe đá. Bạn này không sữa chua trân châu của mình vừa mang. À quên, đúng rồi, sữa chua trân châu, trân châu trắng nha. Mình vừa được mang ra này. Tuy nhiên mình thích trân châu đen nữa nhưng mà chắc là chỉ có trân châu trắng thôi. Con thích cả cái trân châu đen lẫn vào cho nó có màu. Đây đá viên chứ phải đá xay đâu. Đây đá viên nhỏ. Trân châu này họ ngon. Hôm mưa đã hút đông ao hết là cà phê này. Uống nhanh để về. Ao. Thời gian điện sáng nên là thời gian thư giãn nghỉ ngơi nên là bọn trẻ nó rất là thích. Bọn trẻ đấy.